Bạn thân mến, Montreal đang bước vào những ngày nắng nóng tuyệt đẹp của mùa hè năm 2022. Thời tiết nóng khoảng từ 26 đến 30 độ C kèm theo độ ẩm. Khi nói đến mùa hè, chúng ta không thể không nói đến những sinh hoạt mùa hè như nướng thịt barbecue ngoài terrace, đi du lịch gần xa cùng bạn bè dã ngoại picnic để tận hưởng những không khí nắng nóng ngắn ngủi ngoài trời của mùa hè. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Thành và nhóm bạn đi tham quan một địa điểm tham quan dã ngoại thiên nhiên rất đẹp tại thành phố Lévis, tỉnh bang Quebec, nằm cách thành phố Montreal 240 km, khoảng 2 giờ 40 phút lái xe. Nằm ở Région Chaudière-Appalaches, thuộc thành phố Lévis, ngoại ô thành phố Quebec City, công viên đô thị Parc des Chutes de la Chaudière được biết đến với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tất cả những giải trí thiên nhiên đều tụ hội tại đây. Bạn có thể đi dạo bộ hoặc đạp xe trên những con đường mòn, hoặc băng qua chiếc cần cầu treo dành cho người đi bộ, nằm lơ lửng ở độ cao 113 mét bắc ngang qua sông De La Chaudière, và từ đây bạn có thể ngắm toàn cảnh cảnh thác tuyệt đẹp De La Chaudière. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Thành và các bạn chúng ta tham quan địa điểm này nhé. Chỗ này mát nè. Chỉ có 2 tiếng thôi. 2 tiếng nè. Anh đi theo. Ta đang bước vào những ngày hè cao điểm của mùa hè tại Canada, và trong tuần lễ này là tuần lễ Long Weekend của Quốc khánh Canada và mở đầu cho những chuyến du lịch đi xa tham quan. Mời các bạn hãy cùng Thành đến với Parc de la Chute de la Chaudière tại thành phố Lévis, Quebec. Và trước màn hình camera các bạn sẽ thấy là đường dẫn vào khu vực trung tâm thác, một trong những cái quần thể thác đẹp của tỉnh bang Quebec và trong thành phố Lévis. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm những vẻ đẹp thiên nhiên với tràn đầy của những nhóm thác tại thành phố Quebec. Bốn người, năm người mình chụp tấm.
Dân thấy cái thác nó nhiều tầng này dân. Dân thác nó nhiều tầng này em nhìn coi. Khoảng giờ 5-4 người mình chụp tấm. Thành phải cắt những cái cảnh đẹp. Con đường đã được, đây là chiếc cầu treo đưa du khách với những cảm giác đung đưa bắt ngang qua dãy thác, một cái công trình kiến trúc xây dựng tuyệt đẹp và tạo cho chúng ta những cái cảm giác kỳ thú khi thiên nhiên đang ở thật gần như các bạn đang thấy. Từng bước chân của các du khách, thành cầu dưới chân của du khách đung đưa rung lắc khi mà chúng ta bước ngang qua thác để chiêm ngưỡng cận cảnh, và chúng ta có thể chiêm ngưỡng một cách thật gần như các bạn đang thấy trước màn hình camera. Dân dân, chụp tấm hình này đi. Hello chú Thành. Thank you.
rất nhiều điểm dừng chân cho du khách. Khu du lịch đã bố trí những dãy ghế trên các cầu thang lên xuống tham quan để du khách có thể nghỉ chân và tham quan. Và bây giờ mời các bạn hãy cùng với Thành và các bạn cùng đi chiêm ngưỡng cận cảnh những dãy đá Rocher và độ dốc của trên núi dẫn đến thẳng chân thác, và từ đây chúng ta có thể tận hưởng thật gần khung cảnh hùng vĩ của thác thiên nhiên Glacier như các bạn đang thấy. Sau lưng Thành thật gần quần thể thác Chute de la Chaudière đang hiện hữu ở phía sau với những tiếng gầm rú của những giọt nước bắn từ trên độ cao 25m xuống dưới. Có lẽ đây là một trong những địa điểm tham quan thiên nhiên thật là đẹp mà lần đầu tiên Thành Văn được bước tới, và Thành cũng muốn cùng trải nghiệm với các bạn cũng như rất nhiều du khách đang tham quan tại đây một trong những cảnh đẹp của Quebec, đặc biệt là nhóm thác của Glacier. Đi con cứ theo được. Rồi anh đi theo anh xin nhận.